Thùy Tiên bị ngó lơ trên đất Thái, lén lút sang Hàn đóng phim cổ trang cùng Kim Hee Soo. Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 mới đây đã có những khoảnh khắc để đời với fan hâm mộ. Không chỉ bị ngó lơ trên đất Thái, nàng hậu còn khiến fan không nhịn được cười khi sang tận Hàn Quốc đóng phim cổ trang. Nhận được lời mời từ Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, dàn hoa Á hậu Việt vừa qua đã có mặt tại xứ sở Chùa Vàng để chuẩn bị cho chương trình thời trang về áo dài. Binh đoàn hoa Á hậu lần này hội tụ đủ những nàng hậu hot nhất showbiz Việt: Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Liên Lục Địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lương Thùy Linh, Mai Phương, Đoàn Thiên Ân, Á hậu Quỳnh Châu, Phương Nhi. Lần trở lại này cũng đánh dấu hoạt động tại Thái Lan của Thùy Tiên sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình của mình. Bên cạnh các hoạt động, Thùy Tiên khiến fan thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc lầy lội tại đất Thái. Nàng hậu hiện đang tận hưởng những giây phút vui vẻ. Tuy nhiên, một khoảnh khắc của Thùy Tiên khiến fan chú ý đó chính là việc nàng hậu bất ngờ bị ngó lơ trên đất Thái. Cụ thể, vì không được trang điểm kỹ lưỡng, lại bịt khẩu trang kín mặt, Thùy Tiên đã bị bà trùm Hoa hậu Kim Dung ngó lơ suốt 15 phút dù đứng ngay đối diện. Đáp lại sự lạnh lùng của dì Dung, Thùy Tiên có phần ấm ức nói: "Em đã để lộ cửa sổ tâm hồn của em như vậy rồi mà chị vẫn không nhận ra em. Thiệt giận quá, em đã đứng trước mặt chị 15 phút rồi." Đáp lại, dì Dung cho biết vì nàng hậu không trang điểm là ăn mặc bình dân nên không thể nhận ra. Cũng tại Thái Lan, dù đã hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình quốc tế, bất chấp những ồn ào giữa khán giả Việt Nam với ban tổ chức cuộc thi, bà Phó Chủ tịch Miss Grand International và Thùy Tiên vẫn dành cho nhau những tình cảm nguyên vẹn như ngày đầu. Trái ngược với Mr. Nawaz khi không còn liên hệ gì với nàng hậu Việt, Thùy Tiên đến nay vẫn gọi bà Teresa là mami của mình. Ngay từ khi vừa đáp cánh xuống xứ sở Chùa Vàng, nàng hậu đã được bà Teresa chào đón với dòng bình luận Welcome Home. Tranh thủ vài ngày ở Thái Lan, bà Teresa đã hẹn ngay Thùy Tiên gặp mặt trong buổi tối, dắt cô đi ăn và hàn huyên về những kỷ niệm đẹp mà cả hai đã từng trải qua cũng như đã có cùng nhau. Trước đó, cả hai luôn đồng hành cùng nhau trong những chuyến công tác nước ngoài, thậm chí còn ngủ cùng phòng, điều mà bà Teresa chưa từng làm trước đó với các hoa hậu đương nhiệm. Thùy Tiên có lẽ là một trong những nàng hậu lầy lội và để lại nhiều khoảnh khắc để đời nhất trong mắt fan, thậm chí còn được đặt biệt danh là Miss Biểu Cảm. Mới đây, netizen đã không nhịn được cười khi tinh mắt nhìn thấy Thùy Tiên xuất hiện trong một bộ phim cổ trang Dưới bóng trung điện của Hàn Quốc. Cụ thể, ngày 4 tháng 12 vừa qua, bộ phim cổ trang Dưới bóng trung điện The Queen's Umbrella của Hàn Quốc đã kết thúc với rating 16,9%. Bộ phim với sự tham gia của nữ diễn viên nổi tiếng Kim Hee Soo đã làm mưa làm gió trong suốt 2 tháng qua và nhận được sự yêu mến của khán giả trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, người xem đã bất ngờ phát hiện Hoa hậu Thùy Tiên cũng xuất hiện trong bộ phim này. Trong tập cuối của phim, nhân vật Ji Seong Đại Quân, con trai của Trung Điện Nương Nương, đã gửi về cho mẹ bức tranh vẽ lại phong cảnh của đất nước nơi mà anh đã đặt chân đến. Trong số những bức tranh mà Ji Seong Đại Quân gửi, có thể thấy anh đã đến Việt Nam. Đáng chú ý, nhân vật nữ đang nói chuyện với cô gái mặc hanbok có vẻ ngoài giống hệt với Hoa hậu Thùy Tiên. Không chỉ có vậy, khán giả còn chỉ rõ ra rằng hình ảnh trong phim lấy ra từ hình ảnh của Thùy Tiên trong một chương trình truyền hình thực tế. Điều này khiến netizen không khỏi nhịn cười. Nhiều người còn đùa rằng Thùy Tiên đã trốn người hâm mộ để sang Hàn Quốc đóng phim. Bình luận của khán giả: "Bữa xem tôi cũng ngờ ngợ mà không nhớ ra là ai, thì ra là Tiến. Bảo sao trông quen thế, chị sang Hàn đóng phim từ bao giờ vậy? Nhìn giống thật sự, không nhịn được cười. Mới xem xong xác nhận là giống y chang nha." Kể từ khi trở thành Miss Grand International 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên luôn được quan tâm chú ý bởi những người hâm mộ sắc đẹp. Người đẹp Sài Thành cũng đang chứng minh vị trí của mình trong giới sắc đẹp bằng những hoạt động ấn tượng và thường xuyên xuất hiện với vẻ đẹp rạng rỡ, thân thiện tại các sự kiện trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, với tính cách vô tư hài hước cùng những biểu cảm mang thương hiệu riêng của mình, cô nàng đã khiến cho người hâm mộ càng yêu mến mình hơn. Từ sau khi đăng quang, người hâm mộ đã phong cho cô là Miss Biểu Cảm hay Miss Lầy Lội bởi những biểu cảm đáng yêu, tính cách hài hước, thân thiện của cô nàng.